Xin chào mọi người. Có bạn gì đó nói là hôm nay buộc phải 3 lít. Thành ra là tớ sợ quá, phải 3 lít. Cao thủ tu chân Diệp Thiên, chương 3896, đỡ chương 3898. Bí thuật thần điệp tinh ngân chi nhãn. Trên bầu trời, Diệp Thiên chắp tay sau lưng, lăng không mà đứng. Bên trong đồng tử tản ra sát ý, khó nói nên lời, tựa hồ muốn vùng đất trời này đều cùng một chỗ mà thiêu hủy. Trên địa cầu, Hoa Đào Ảnh bởi vì bị Athena đoạt xá, sinh ra ý thức tự bảo vệ bản thân, cho nên tạm thời đánh mất trí nhớ của nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không vô tình tàn nhẫn đối với anh như thế. Thế nhưng là mới vừa rồi, Hoa Đào Ảnh trong khi xuất thủ không chút do dự, không có địa điểm dây dưa dài dòng, hoàn toàn là đem anh xem như một địch nhân. Nếu như không phải anh có phệ thiên trường sinh thể phòng ngự hộ thể, đã sớm bị Hoa Đào Ảnh một kiếm kia chém thành hai đoạn. Mặc dù anh không biết Hoa Đào Ảnh đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì, như thế nào lại rời khỏi địa cầu xuất hiện tại chân võ thánh môn, nhưng tất cả những thứ này tất nhiên đều cùng chân võ thánh môn không thoát khỏi liên quan. Từ khi kết nối mọi thứ từ Thiên Thần Tông cùng chân võ thánh môn, anh đã với đối với cái tông môn này liền đã không có bao nhiêu hảo cảm, mà bây giờ anh càng là chỉ còn lại sát ý rét lạnh. Chân võ thánh môn không bị hủy diệt, anh tuyệt nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu gia hỏa, bình tĩnh lại một chút. Cảm nhận được sát ý vô cùng nồng đậm kia của Diệp Thiên, từ bên trong thần phủ của anh đột nhiên vang lên thanh âm của Lạc Tông Diễm. Càn khôn liệt thần ấn liên kết chặt chẽ cùng thần hồn của Diệp Thiên, cho nên nàng lập tức cảm nhận được cảm xúc thăng trầm cực lớn của Diệp Thiên. Lạc Di, sát ý trong mắt Diệp Thiên hơi nhạt đi, tiếng nói vẫn 10 phần trầm thấp như cũ. Chỉ nghe Lạc Tông Diễm nói ra, vừa rồi nữ tử kia là người quen biết của cậu mà lại là có thể là người yêu, đúng không? Lạc Tông Diễm không hổ là lão quái vật sống mấy chục vạn năm, bên trong sự tình diễn ra chưa được bao lâu đã phát giác được mọi chuyện. Vâng. Diệp Thiên sắc mặt trầm ngưng, đem chuyện phát sinh đối với Hoa Đồng Ảnh trên địa cầu tất cả nói hết một lần. Là bạch ám chi hoa sao? Chắc là hắc bạch thảo. Vật kia hoàn toàn chính xác có thể giúp nàng khôi phục thần hồn, nhưng ký ức tiềm ẩn tại sâu trong tiềm thức của nàng là rất khó để khôi phục. Cầu lúc đó rời xa nàng để nàng không nên nhớ tới mọi chuyện liên quan tới cậu. Cách làm này là đúng, bởi vì nếu như nàng tại bên trong ký ức một mực lặp đi lặp lại tuần hoàn sẽ gây ra tổn thương thứ cấp cho linh hồn của nàng, đến lúc đó cho dù là hắc bạch thảo đều chưa hẳn đã có hiệu dụng. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là lộ ra từng tia rét lạnh. Còn lúc đầu dự định chờ khi con từ vũ trụ tu thành trở về lại lấy đại thần thông vì nàng mà khôi phục ký ức, thật không nghĩ đến nàng vậy mà lại xuất hiện ở đây, còn gia nhập môn hạ chân võ thánh môn. Vừa rồi nhìn bộ dáng của nàng đã hoàn toàn không nhớ được con, chỉ đem con xem như một địch nhân tất phải giết, loại lạnh lùng kia tuyệt đối không thể là giả vờ. Lời nói đến đây, Diệp Thiên đột nhiên hỏi Tào Lạc Tông Diễm. Lạc Di, kiến thức của người rộng rãi, nàng đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Ký ức nói cho cùng là lĩnh vực liên quan đến thần hồn. Lạc Tông Diễm là tu sĩ luyện thần mà trong vũ trụ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chắc hẳn nàng sẽ biết được một số tin tức. Thanh âm của Lạc Tông Diễm hơi trầm ngâm một lát, lúc này mới đáp lại. Theo ta thấy, tình huống vừa rồi của nàng hẳn là trúng bí thuật thần điệp độc môn của chân võ thánh môn tinh ngân chi nhãn. Hả? Tinh ngân chi nhãn gì chứ? Diệp Thiên ánh mắt khựng lại, làm sao cái tên này cùng nơi trấn áp Từ Nhược Vũ lại giống nhau như đúc như vậy chứ? Lạc Tông Diễm dường như phát giác được nghi hoặc của Diệp Thiên, lại mở miệng nói ra. Điều này cũng không có gì kỳ quái, nơi trấn áp Tiểu Nhược Vũ là do sáng thế thần tạo ra. Mà chân võ thánh môn vốn là một đạo thống truyền thừa mà sáng thế thần đã từng truyền thừa. Sáng thế thần tồn tại xem như là tổ sư gia của chân võ thánh môn. Bí thuật thần điệp này cũng là hắn truyền lại cho chân võ thánh môn. Tinh ngân chi nhãn
Tại hệ ngân hà, hắn được đặt tên theo bí thuật thần niệm này của hắn. Cái gì? Biểu lộ của Diệp Thiên càng phát ra thay đổi. Thời điểm ở địa cầu, Hoa Đồng Ảnh bị tàn hồn Athena đoạt xá, mà Athena là đệ tử Thiên Thần Tông, đi tới địa cầu, anh tìm tới Thiên Thần Tông, mà Thiên Thần Tông thì là một đạo thống truyền thừa của Chân Võ Thánh Môn. Hiện tại là Công Diễm lại nói cho anh biết Chân Võ Thánh Môn là Sáng Thế Thần một tay truyền lại. Tin này tiếp một tin khác đều nối liền với nhau, tựa như có một bàn tay vô hình đem anh từng bước một đẩy về phía trước. Mà anh một đường này đi tới, hết thảy mọi thứ dường như không thể tách rời Chân Võ Thánh Môn. Nói chính xác hơn là cùng Sáng Thế Thần sừng sững tại phía sau Chân Võ Thánh Môn, bể nghệ vũ trụ kia thoát không khỏi liên quan. Anh càng lúc càng cảm thấy có một số việc phát sinh cũng không phải là ngẫu nhiên. Mình dường như rơi vào bên trong một vòng xoáy khổng lồ, một cuộc chơi của Sáng Thế Thần cùng những người khác. Chẳng lẽ là bởi vì tiên tổ hay sao? Anh nhẹ giọng thì thầm, nghĩ đến tất cả những thăng trầm của mình ở địa cầu, anh càng cảm thấy dường như sớm đã có người vì anh mà an bài tốt tất cả, để anh từng bước một trưởng thành. Chỉ là những chuyện này quá mức mờ mịt, anh giờ phút này không thể nào kiểm chứng, chỉ có thể đem những ý nghĩ này trước tiên ném ra sau óc. Lạc Di, người nói Tiểu Ảnh nàng trúng bí thuật tinh ngân chi nhãn, vậy chuyện gì là như thế nào ? Thanh âm của Lạc Tông Diễm là lần nữa truyền đến. Ta đã từng nói ra, tinh ngân chi nhãn là một môn bí thuật thần điệp của Chân Võ Thánh Môn, mà lại nhất định phải tu đến cảnh giới thánh nhân mới có thể triển hiện ra uy lực chân chính của bí thuật thần niệm này. Lúc trước, thời điểm ta còn chưa đạt tới thánh nhân, đã từng cùng một số cường giả đại năng của Chân Võ Thánh Môn giao thủ qua. Bí thuật thần niệm gọi là tinh ngân chi nhãn này, tổn thương lớn nhất đối với mọi người chính là có thể xóa đi ký ức, mà thông qua sự sử xuất của tu sĩ thánh nhân, thậm chí có thể làm xáo trộn ký ức của mọi người, định hình lại toàn bộ trải nghiệm cuộc sống của người đó. Diệp Thiên nghe vậy, sự kinh hãi trong mắt càng nhiều thêm một phần. Xóa đi ký ức sao? Thậm chí là xáo trộn ký ức nữa sao? Xóa đi ký ức, anh coi như có thể lý giải. Dù sao chỉ cần hủy đi thần phủ, liền có thể đem mọi ký ức hoàn toàn xóa sạch, không còn một chút gì. Nhưng sự xáo trộn ký ức này thực sự là quá mức kinh thế hải tục. Trên địa cầu, anh đã gặp qua nhất tâm thuật cường đại nhất, nhưng cũng chỉ là có thể ảnh hưởng đến tinh thần con người để trong ký ức xuất hiện lệch lạc mà thôi. Về phần xáo trộn ký ức, Diệp Thiên chưa hề nghĩ tới trên đời này lại còn có thủ đoạn như vậy. Chỉ anh giờ phút này tuyệt đối làm không được. Lấy tình huống hiện tại đến xem, cô bạn gái nhỏ kia của cậu hẳn là bị người của Chân Võ Thánh Môn từ địa cầu mang đi. Là Công Diễm tiếng nói lạnh lùng. Lấy đời đó của nàng mới vừa rồi đến xem, người mang nàng đi hẳn là thánh nhân đại năng xếp hạng thứ ba của Chân Võ Thánh Môn, Thanh Dương Thánh Giả. Hắn tại sao khi mang đi cô gái bạn gái nhỏ kia của cậu, lấy tinh ngân chi nhãn xóa đi ký ức ban đầu của nàng, sau đó lại cưỡng ép xáo trộn một số ký ức, tạo ra một cuộc sống mới ở Chân Võ Thánh Môn cho nàng, cho nên nàng mới có thể thể hiện ra bộ dáng hiện tại như vậy? Khốn kiếp! Diệp Thiên nghe xong, sát ý trong mắt vốn dĩ đã tiêu tán lại bừng bừng tụ lại, nắm tay quanh, tiếng khớp xương va chạm không ngừng vang lên. Ánh sáng xanh kinh khủng từ quanh người anh lan tràn mà ra, từng đoạn không gian tại dưới trọng áp của ánh sáng xanh đều bị ép thành mảnh vỡ. Sau một hồi lâu, anh lúc này mới thanh tỉnh trở lại, tiếp tục hỏi Lạc Tông Diễm. Lạc Di, cái tinh ngân chi nhãn này có biện pháp nào có thể giải quyết hay không? Đương nhiên là có. Lạc Tông Diễm khẽ cười một tiếng. Bí thuật thần niệm trong vũ trụ này đều là lấy thần niệm làm cơ sở. Bí thuật thần niệm có cường đại hơn nữa cũng đều nhất định phải dựa vào thần niệm để thôi động. Nói trắng ra, tinh ngân chi nhãn chỉ là một đạo bí thuật thần niệm cực kỳ cường đại mà thôi. Chỉ cần lực lượng thần niệm của cậu đủ cường đại, liền có thể đem nó phá giải. Lời nói đến đây là Công Diễm trầm ngâm chỉ chốc lát, lúc này mới lên tiếng lần nữa. Chỉ là Thanh Dương Thánh Giả, người thi triển bí thuật cho cô bạn gái nhỏ này của cậu, tại thời điểm thân xác ta chưa phá diệt, cũng đã là đại năng thánh nhân đỉnh phong.
lực lượng thần niệm của hắn năm đó cũng đã đạt tới cảnh giới thiên. Từ trong tay hắn thi triển tinh ngân chi nhãn, muốn bài trừ cầu liền nhất định phải đạt tới cảnh giới chỉ có một số cực ít người là có thể đăng đỉnh. Đại Vũ, Tôn Đế,